Khai thị chuyên đề 1200 đề tài của Hòa Thượng Tịnh Không. Đề tài 79. Xả thì được. Xả cái gì? Thù thắng của pháp môn tịnh độ là không cần phải trải qua ba đại A Tăng kỳ kiếp. Một niệm thì liền siêu việt. Một niệm là niệm cái gì? Một niệm chính là nhất tâm. Trong tâm không khởi tâm động niệm mà thôi. Khởi tâm động niệm thì là A-di-đà Phật, không có một niệm thứ hai. Không phải nói có thể niệm A-di-đà Phật thì là có thể siêu việt, mà là nhất niệm. Hiện tại bạn có thể niệm A-di-đà Phật không sai, mà bạn có thể niệm được nhiều thứ khác. Không phải bạn nhất niệm, bạn đang nhiều niệm, bạn đang tạp niệm. Nhiều niệm mà niệm A-di-đà Phật thì không thể vãng sanh, không thể siêu việt ba đại A-tăng kỳ kiếp. Nếu như bạn có thể đoạn dứt hết tất cả các vọng niệm, chỉ có một niệm A-di-đà Phật thì liền siêu việt. Cái việc này các vị phải cố gắng xem xét một cách nghiêm túc. Rốt cuộc là thế giới cực lạc tốt hay là thế giới ta bà tốt? Chúng ta muốn thường trụ ở thế giới cực lạc hay là muốn thường trụ ở thế giới ta bà? Hai cái thế giới này phải phân biệt rõ ràng. Chân thật so sánh ra rồi, nếu như chọn lấy thế giới Tây Phương cực lạc, nơi đây phải buông xả. Xả thì được. Nơi đây xả rồi thì được thế giới Tây Phương. Xả thì được. Xả cái gì? Xả tất cả vọng niệm. Không những chúng ta phải xả, mà phải xả được sạch sẽ. Chân thật có thể xả hết rồi, trong tất cả hoàn cảnh đều không có chướng ngại. Lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Đây chính là thượng trí. Có phải người thượng trí có được những thù thắng này hay không? Không phải vậy. Người người đều là thượng trí. Hiện tại cái thượng trí này của bạn đang bị năm dục sáu trần ô nhiễm rồi. Đem thượng trí biến thành hạ trí, biến thành vô tri, là bị vô minh phiền não, năm dục sáu trần trói buộc rồi. Cho nên Phật pháp thường nói với bạn phải giải thoát, khai mở những trói buộc này, thoát khỏi những thứ phiền não này. Chúng ta phải đem tất cả vọng tưởng xả bỏ, nhất tâm niệm Phật. Nhất tâm chính là nhất niệm. Trong tâm không khởi tâm vọng niệm mà thôi. Nếu khởi tâm vọng niệm thì chính là A-di-đà Phật, không có niệm thứ hai. Nếu như vậy, niệm Phật thì thành công rồi. Nếu trong tâm còn có tạp niệm, còn có vọng niệm, vậy thì sai rồi. A-di-đà-phật.
Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô